Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai 13 tháng 7, đồng bằng Bắc Bộ phía Nam tỉnh Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Còn từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Khu vực Hà Nội ngày mai 13 tháng 7, trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Khu vực thành phố Đà Nẵng trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày mai, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 29 tới 31 độ C.